tất cả các bạn luôn nha. Hôm nay mình cũng chia sẻ với các bạn chiếc ghe cào hến đang ra khơi các bạn. Nó đang ở phía trước cửa cảng các bạn ơi. Nó đang tăng tốc ra khơi bạn cho những chuyến biển mới luôn nha. Nó ra tuốt ngoài cửa cảng các bạn. Chiếc cào hến hay cào chiếc đây. Vậy. Nó chắc cây chiếc cào chiếc các bạn ơi. Ông đang ra khơi các bạn. Quá tốc độ mà quá khủng khiếp các bạn. Dữ dằn nha, chạy ra cũng dữ dằn các bạn, phong độ lắm mọi người. Rồi tiếp tục với tất cả các bạn là mình cũng chia sẻ ghe giã cào của Lagi ra cửa cảng các bạn. Số hiệu là Bình Thuận nha. Có chiếc cái dây các bạn, số hiệu là Bình Thuận nè. Để đi đọc biển số cho bạn nghe luôn. Có chiếc ghe mạnh của Bình Thuận cũng ra khơi luôn các bạn. Rồi mình cũng chúc cho tất cả anh em trên ghe thật nhiều sức khỏe luôn. Đặc biệt chủ ghe đi chuyến nào làm ăn phát tài phát đạt chuyến đó luôn nha. Rồi thì mình cũng chúc cho anh em làm ăn phát tài phát đạt luôn. Thì mặc dù xăng dầu lên giá nhưng mà anh em vẫn tiếp tục vươn khơi bám biển nha. Đó, trước mặt của các bạn cũng là chiếc ghe giã nha các bạn. Ghe tầm 23 mét các bạn. Số hiệu là 9689. Chạy chết các bạn. Nó còn hơi xa xa nhìn nên không có gõ mấy các bạn ạ. Đó, quay lại gõ các bạn, mặt ghê rất là đẹp các bạn. Đó, thiết kế rồi cũng rất là hoành tráng lắm các bạn ơi. Đó, ghe này lớn bằng 23 mét. Mẹ 6 mét mấy cũng 7 mét luôn các bạn. Đó, chiếc ghe dây cũng đang ở phía sau tăng tốc theo sau các bạn. Số hiệu là... Ủa không thấy các bạn. Nghe mạnh của mình thật nè các bạn. 97919 trẻ các bạn ơi. Rồi cái ghe mạnh cũng tầm 89 mét các bạn. Ồ, ghe chà bá các bạn. Hôm nay ghe đoàn ghe của tập đoàn của giã cào Lagi tiếp tục cho những chuyến ra khơi mới nữa các bạn. Có những con thuyền, những con ghe rất lớn ra cửa cảng các bạn ơi. Hôm nay là do là nước lớn bạn, ghe ra vào không có cần xuồng dắt các bạn. Nó cũng đang thẳng tiến ra khơi luôn. Có dây bận nó cũng vô bên nha các bạn. Chỉ đợi ra khơi định vị được điểm cá là bắt đầu là anh em là chỉ có việc là bữa và lưới xuống thôi. Ô, đại ca đang đứng trên cabin các bạn thấy không? Hồi nằm giọng giờ các bạn. Ghe ông lực sĩ gầy các bạn. Phong độ ghê không? Thấy bộ bồ chụp bá các bạn. Ồ, thấy không? Đứng trên cabin các bạn. Giang ghe chạy ra quá tuyệt vời các bạn thấy không? Quá đẹp các bạn thấy không? Wow, tuyệt vời quá các bạn ơi. Dáng ghe rất xịn sò các bạn chứ không phải tầm thường các bạn. Lực sĩ gầy nằm võng trên cabin các bạn thấy không? Đó, chiếc dây các bạn. Ghe quay cũng tất đầu các bạn ơi. Số hiệu là Bình Thuận 96896 TX các bạn. Đó, chiếc ghe mạnh của Bình Thuận phía sau cũng ra khơi các bạn ơi. Chiếc ghe giả cũng đang trút ở ngoài cửa cảng các bạn, ra khơi các bạn, ra ngoài mép cảng các bạn ơi. Khủng khiếp mà ghe cũng siêu khủng của Lagi các bạn. Tinh thần anh em cũng ra khơi cũng rất là hăng say các bạn, vui vẻ các bạn thấy không. Rồi tài công chà bá nạn luôn kìa. Đó theo anh em cũng đang ngồi tụ 5 tụ 7 để tâm sự các bạn. Khi mà ra khơi là làm việc rất là vất vả các bạn. Không phải đơn giản đâu bạn ơi, ra mà
ai mới đi biển mới thấu hiểu được cái cảm giác mà mặn mà của nước biển các bạn. Hỏi không, chiếc ghe dây phía sau cũng đang tiến ra ngoài cửa cảng các bạn. Đại ca ngồi cái trụ ghe quay phong không, quay phong lắm liền các bạn. Anh muốn có bên tốc độ không biết tăng tốc không nha. Hôm nay các bạn thấy phía ngoài cửa cảng rất là sóng gió rất là im các bạn, không có những con sóng lốc lớn rồi như thường khi mình chia sẻ với các bạn luôn nha. Đấy, chiếc ghe mạnh cũng ở phía sau rồi các bạn. Đấy, chiếc ghe mạnh còn mấy bóng đèn mấy vàng này tàu áp các bạn ha, trên cabin các bạn đó ha. Đấy, còn cổ các bạn cũng khói mà bóng cho bãi lạnh cho bãi nạn các bạn ha, có mấy bóng không có mấy bóng lần hết các bạn ha, cũng đang tăng tốc các bạn ha, tốc độ cũng rất là dữ ra khơi các bạn, tinh thần rất là hăng say phấn khởi các bạn ha. Ghe mạnh của Bình Định các bạn, như Bình Thuận các bạn. Cặp giả cào tuốt ngoài cửa cảng các bạn ha, quá tuyệt vời các bạn ơi, nhìn dáng ghe chạy ra phía xa xa nhìn rất là canh xuyên luôn các bạn, quá dữ các bạn ơi, nhìn rất là phong độ và gây cấn và hấp dẫn. Nhưng mà hôm nay những tài công không có hồ máy để đốt dầu các bạn, những ngày dầu tháng dầu ghẻ thì anh em ra đây biểu diễn ghê các bạn, đốt dầu ghê lắm, xịt khói đen các bạn, chạy tốc độ rất là kinh khủng mà ớn lạnh luôn các bạn. Chiếc ghe mạnh của Bình Thuận cũng đã ra ngoài cửa cảng rồi các bạn, tập giả cào cũng đang nhấp nhô các bạn thấy không, tốc độ đang rất là êm ra cửa cảng các bạn. Xa xa các bạn không thể xa rồi, xa xa mà còn tập về chạy bánh nặng rồi các bạn, cũng chút các bạn ha, quá khủng luôn. Rồi tiếp tục với các bạn cũng là chiếc ghe giả của những tàu đang được xuồng dắt ra ngoài cửa cảng các bạn. Ô chưa ai sơn màu đỏ mới ken các bạn, ghe thì chưa có tăng trang công vụ đóng quá trời các bạn, do đánh bắt khá nhiều nên chưa có lên ụ để tăng trang sửa sang lại ghe các bạn. Mình cũng chúc cho tất cả anh em đi chuyến nào thắng lợi chuyến đó luôn nha. Đại ca và liệt sĩ béo đã bước ra khỏi cái bên các bạn, hiếu chạy lên đi để ông qua lăng lái phụ cho chiếc xuồng dắt các bạn. Đó ha, này cũng tầm 20 mấy mét các bạn, 23 mét các bạn. Đó, chiếc cái dây ở phía sau cũng đang tiến thẳng ở phía sau chiếc ghe giả của Vũng Tàu các bạn. Thì mình cũng thường mình chúc cho tất cả ghe nào cũng vậy, đi ra khơi là chiến nào là thắng lợi chiến đó các bạn, mặc cho xăng dầu vẫn còn giá chưa có bình ổn hạ xuống các bạn, nên anh em cũng dân biển gặp nhiều khó khăn luôn. Cũng nói không nói gì anh em dân biển thì cuộc sống cũng rất nhiều khó khăn của người dân luôn các bạn. Rồi tình hình dịch bệnh hết chưa suy giảm thì xuống thì dầu lên giá thì cuộc sống của nhiều người gặp nhiều khó khăn luôn, chứ không riêng gì anh em dân biển các bạn ơi. Bạn thấy không, thấy dáng ghe chạy cũng rất chỉnh đẹp đó các bạn, tương đương với mẫu ghe của Lagi các bạn. Không, xuồng phải dắt ra các bạn, ghe giả của Vũng Tàu số hiệu là BV0968TS các bạn. Tại vì ghe đa số ghe của Vũng Tàu vô cửa cảng là phải có xuồng dắt cho hết các bạn. Đó, thiết kế cái cabin 2 tầng các bạn thấy không, chung ghe chắc lâu lắm rồi các bạn chưa có tân trang để cho nó mặc một cái bộ áo đẹp rồi các bạn. Đó, đại ca đang làm thủ tục cho những chuyến biển mới đó các bạn. Dần dần ra ngoài cửa cảng bạn, được xuồng dắt rất là an toàn các bạn thấy không, chủ ghe thinh thang bước ra ngoài ghe ấy luôn các bạn thấy không. Hai đại ca đang tắm nữa các bạn thấy không, tắm trong chó rồi,
rất tuyệt vời các bạn thấy không. Mình cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua luôn nha, và những gì mình nói chưa đúng về còn thiếu sót thì anh em diễn biến hiểu biết thì comment phía dưới cho mình để cho mình khắc phục và sửa chữa để cho kênh mình phát triển hoàn thiện hơn các bạn. Quá đã, nhìn dáng ghe cũng không thua kém gì những mẫu ghe của dùng ngoài ngoài các bạn, nhìn cũng rất là bắt mắt các bạn. Có cái là chưa có lên độ mà tân trang là cho đẹp thôi nha các bạn, nhưng dáng ghe rất tuyệt chuẩn luôn ạ, quá tuyệt vời. Rồi video kết thúc tại đây các bạn, cảm ơn các bạn ủng hộ kênh mình thật quý.